Cô chào các em. Ở buổi học trước, các em đã được học về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số. Hôm nay chúng ta sang bài thứ 2 của chương 1. Ứng dụng của đạo hàm trong việc khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng làm một bài toán nhỏ sau. Cho hàm số fx bằng 1 phần 3x mũ 3 trừ 2x bình cộng 3x có đồ thị là C. Hãy quan sát đồ thị C và chỉ ra điểm cao nhất của đồ thị trong khoảng từ 0 đến 2 và điểm thấp nhất của đồ thị trong khoảng từ 2 đến 4. Như vậy các em dễ thấy rằng trong khoảng từ 0 đến 2 thì điểm B có tọa độ 1, 4 phần 3. Là điểm cao nhất của đồ thị. Điều này có nghĩa là với mọi x thuộc khoảng từ 0 đến 2, nếu x khác 1 thì fx bao giờ cũng bé hơn 1. Lúc này người ta nói hàm số fx đạt cực đại tại điểm x0 bằng 1. Dễ thấy điểm C có tọa độ 30 là điểm thấp nhất của đồ thị trong khoảng từ 2 đến 4. Điều này có nghĩa là với mọi x thuộc khoảng từ 2 đến 4, x khác 3 thì fx bao giờ cũng lớn hơn f3. Và người ta cũng nói hàm số y bằng fx đạt cực tiểu tại điểm x0 bằng 3. Vậy, thế nào là cực đại cực tiểu của hàm số? Cực đại cực tiểu của hàm số có tính chất gì và cách tìm ra sao? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta vào nội dung chính của bài học hôm nay. Tiết 4, 5, cực trị của hàm số. Ta vào mục 1, khái niệm cực đại, cực tiểu. Định nghĩa, cho hàm số y bằng fx xác định và liên tục trong khoảng AB, x0 là một điểm thuộc khoảng AB. Nếu tồn tại một số dương h sao cho fx bé hơn fx0 với mọi x thuộc khoảng từ x0 trừ h đến x0 cộng h và x khác x0. Khi đó ta nói fx đạt cực đại tại điểm x0. Nếu tồn tại một số dương h sao cho fx lớn hơn fx0 với mọi x thuộc khoảng x0 trừ h đến x0 cộng h và x khác x0. Lúc này ta nói fx đạt cực tiểu tại điểm x0. Như vậy từ định nghĩa trên ta thấy x0 là hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại điểm x0 thì nó phải đảm bảo yếu tố. Thứ nhất, x0 phải thuộc tập xác định của hàm số. Và trong một lân cận hay là nói khác là trong một khoảng mở chứa điểm x0 thì fx0 đạt giá trị lớn nhất. Thì lúc này x0 là điểm cực đại. Trong một khoảng mở chứa điểm x0 thì fx0 đạt giá trị nhỏ nhất. Lúc này fx0 là người ta nói hàm số đạt cực tiểu tại x0. Và từ định nghĩa này ta có 3 chú ý quan trọng. Chú ý 1. Nếu hàm số fx đạt cực đại, cực tiểu tại x0, thì x0 được gọi là điểm cực đại, điểm cực tiểu của hàm số. Fx0 được gọi là giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số. Và ta ký hiệu là fcd hoặc là fct. Điểm m có tọa độ x0, fx0 được gọi là điểm cực đại, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Chú ý 2. Các điểm cực đại, điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị. Giá trị cực đại, giá trị cực tiểu còn được gọi là cực đại, cực tiểu và gọi chung là cực trị của hàm số. Người ta dễ dàng chứng minh được nếu fx có đạo hàm trên khoảng AB và đạt cực đại, cực tiểu tại điểm x0 thuộc khoảng AB thì f' tại x0 bằng 0.
Ở sự chú ý này, các em cần phân biệt cho cô nhé. Khi người ta nói đến điểm cực đại, điểm cực tiểu của hàm số, tức người ta nói đến giá trị x0. Điểm cực đại, điểm cực tiểu là nói đến giá trị x0. Ở đây, điểm cực đại, điểm cực tiểu. Còn nói đến cực đại, cực tiểu hay cực trị của hàm số là người ta nói đến giá trị của hàm số tại x0 hay nói đến y, trung độ. Điểm cực trị, phân biệt khái niệm điểm cực trị, phân biệt cực trị, điểm cực trị, cực trị. Và điểm cực trị của đồ thị hàm số. Ba khái niệm đã các em cần nắm cho rõ. Phân biệt này, điểm cực trị của hàm số, cực trị của hàm số và điểm cực trị của đồ thị hàm số, hay là điểm cực đại cực tiểu của đồ thị hàm số. Và nếu hàm số có đạo hàm trên khoảng AB đạt cực đại cực tiểu tại x0 thuộc khoảng AB thì đạo hàm tại đó bằng 0. Các em ghi nhận, đọc lại và ghi nhận kiến thức một lần nữa. Ta có các nhận xét sau. Các em quan sát. Từ đồ thị này các em hãy cho cô biết là hàm số này có bao nhiêu điểm cực đại, bao nhiêu điểm cực tiểu. Cô tin rằng nhìn đồ thị các em trả lời được ngay. À như vậy, hàm số này có 4 điểm cực trị. Điểm B, điểm D là điểm cực đại của đồ thị hàm số. Và điểm A, điểm C là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Ta thấy là trong một lân cận, hay nói khác là trong một khoảng mở chứa hoành độ điểm B, thì tung độ điểm B đạt giá trị lớn nhất. Về mặt đồ thị thì thấy là điểm B là điểm cao nhất trên đồ thị. Trong một cái khoảng bao lấy điểm B về hai phía nhé, thì điểm B ở vị trí cao nhất. Trong một cái khoảng bao lấy điểm D về hai phía thì điểm D ở vị trí cao nhất. Còn ở đây, rõ ràng trong một cái khoảng mà bao điểm A về hai phía thì điểm A thấp nhất. Và ở điểm C cũng vậy. Như vậy, khi nói cực trị của hàm số là ta nói đến tính chất địa phương. Ta chỉ nói đến trong một cái khoảng mở chứa lấy điểm hoành, điểm x cực đại và x cực tiểu. Và trong khoảng mở đó, fx cực đại sẽ đạt giá trị lớn nhất và fx cực tiểu sẽ đạt giá trị nhỏ nhất. Từ đó ta có những nhận xét rất quan trọng sau. Nhận xét thứ nhất, giá trị cực đại, cực tiểu fx0 của hàm số nói chung không phải là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên tập xác định D. fx0 chỉ là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số fx trong một khoảng AB nào đó chứa điểm x0. Các em quan sát, nhìn trên đồ thị và ta thấy rất rõ ở đồ thị thứ hai. Như vậy ở đây, ở đồ thị thứ hai, ta thấy ở nhánh này, ở vị trí này là x ở tiến đến âm vô cùng, thì y ở đây tương ứng tiến đến dương vô cùng. Và lúc này hàm số không có giá trị lớn nhất trên tập xác định. Ở nhánh ở đây là ở đây x đang tiến đến dương vô cùng, thì giá trị y của ta lại tiến đến âm vô cùng. Lúc này ta nói là hàm số này không có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định. Và hàm số này đạt cực tiểu tại x bằng trừ 1.
Và rõ ràng trong một cái khoảng mở chứa điểm x bằng trừ 1 thì f của trừ 1 đạt giá trị nhỏ nhất. Tương tự, hàm số đạt cực đại tại vị trí này. Đây là x cực đại. Và trong một khoảng mở chứa hoành độ chứa x cực đại thì fx cực đại sẽ đạt giá trị lớn nhất. Ở đây, và cũng các em cũng để ý nhé, điểm cực đại của hàm số này sẽ nhỏ hơn cực tiểu của nó. Cái này rất có ý nghĩa ngoài thực tế đấy. Bạn mà học giỏi nhất ở lớp này nhưng không thể so sánh với bạn có thể gọi là học yếu ở lớp kia được. Đó là một ví dụ so sánh đời sống, gọi là so sánh hơi khập khiễng một chút, nhưng nó mang ý nghĩa thực tế. Còn nhìn đồ thị ở hình 2, hình 1 ta thấy rất rõ. Ở đây khi nãy chúng ta vừa phân tích, đồ thị hàm số này có nhiều điểm cực đại, nhiều điểm cực tiểu. Và ở đây các em để ý là tại B này, thì ở đây hàm số có đạo hàm tại B và C, và tiếp tuyến tại B và tại C cùng phương với trục OX. Hay nói khác, lúc này đạo hàm của hàm số tại XB, hoành độ điểm B và hoành độ điểm C bằng 0. Đó là những nhận xét mà rất quan trọng các em chú ý. Các em quan sát đồ thị. Cho hàm số y bằng 1 phần 3 x mũ 3 trừ 2 x bình cộng 3 x. Hãy quan sát đồ thị C và hoàn thiện bảng biến thiên của hàm số. Cô tin bây giờ các em đã có kết quả rồi. Các em phân tích lại cùng với cô một lần nữa, xem mình phân tích có đúng hay không nhé. Ta thấy ở đây điểm B là một điểm mốc trên đồ thị. Điểm C là điểm mốc thứ hai trên đồ thị. Hoành độ điểm B giống tương ứng là bằng 1 và hoành độ điểm C giống tương ứng bằng 3. Và phân tích của ta ở bên thì điểm B là điểm cực đại của đồ thị hàm số và điểm C là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Với mọi x đi từ âm vô cùng đến 1 thì đồ thị của hàm số tương ứng đi lên có chiều đi lên từ trái qua phải. Lúc này hàm số sẽ đồng biến trong khoảng từ âm vô cùng đến 1. Và khi đó f và x tương ứng sẽ mang giá trị dương. Với x đi từ 1 đến 3 trong khoảng từ 1 đến 3 thì đồ thị của hàm số là một đường đi xuống từ trái qua phải. Hàm số nghịch biến trong khoảng từ 1 đến 3. Và f về x sẽ là âm trong khoảng từ 1 đến 3. Và trong khoảng từ 3 đến dương vô cùng, ta thấy đồ thị là một đường đi lên từ trái qua phải. Lúc này hàm số sẽ đồng biến trong khoảng từ 3 đến dương vô cùng và đạo hàm của hàm số sẽ mang giá trị dương. Và ta hoàn thiện bảng biến thiên. Hàm đồng biến mũi tên đi lên, nghịch biến đi xuống. Và ở x bằng 1 là điểm cực đại của hàm số. X bằng 3 là điểm cực tiểu của hàm số. Và ta thấy một điều nữa, ta quan sát một điều nữa ta thấy này. Khi qua x bằng 1 thì đạo hàm của hàm số đổi dấu từ dương sang âm. Ta dễ thấy trên đồ thị là đang đi lên. Đi lên, đồ thị đi lên từ trái qua phải đến điểm B thì bắt đầu đi xuống. Và ở đây nó sẽ đổi dấu từ dương sang âm. Còn ở vị trí x bằng 3 là điểm cực tiểu của hàm số và đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương. Ta quan sát rất kỹ. Ở đây, đồ thị đang đi xuống trong khoảng này.
Đến băng 3 thì bắt đầu đồ thị đổi chiều đi lên quái băng 3. Vậy liệu đây có phải là một dấu hiệu để nhận biết điểm cực đại, điểm cực tiểu của đồ thị của hàm số hay không? Ta đi vào mục 2. Hai lớn. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị. Định lý 1. Giả sử hàm số y bằng fx liên tục và có đạo hàm trên khoảng k. f(x) này đổi dấu f(x) đổi dấu khi đi qua điểm x0 ở đây. Và đổi dấu từ dương sang âm theo chiều từ trái sang phải thì x0 sẽ là điểm cực đại. Và f(x) đổi dấu trong một khoảng mở lân cận chứa điểm x0 và đổi dấu từ âm sang dương thì x0 sẽ là điểm cực tiểu của hàm số. Ở đây là nội dung định lý 1. Giả sử hàm số f(x) liên tục trong khoảng k từ x0 trừ h đến x0 cộng h và có đạo hàm trong khoảng k hoặc có đạo hàm trong khoảng k trừ đi điểm x0. Nếu f phải x này lớn hơn 0 trong khoảng từ x0 trừ h đến x0 và bé hơn 0 trong khoảng từ x0 đến x0 cộng h thì x0 là một điểm cực đại của hàm số. Còn nếu f phải x bé hơn 0 trong khoảng từ x0 trừ h đến x0 và lớn hơn 0 trong khoảng từ x0 đến x0 cộng h thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số. Như vậy, từ đầu buổi đến giờ, các em đã ghi nhận được những kiến thức gì rồi? Các em thử đúc kết lại những kiến thức các em đã ghi nhận được từ đầu buổi đến giờ. Những yếu tố cốt lõi nhất trong kiến thức cốt lõi nhất mà ta cần ghi nhận từ đầu buổi đến giờ. Cho hàm số y bằng fx xác định trên D. Và các em đã gần ghi nhận kiến thức từ đầu buổi giờ thế nào là điểm cực trị của hàm số. Các em thử tự trả lời các câu hỏi này. Đó là cực trị của hàm số. Thứ ba, điểm cực đại, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Điểm cực tiểu. Có viết tắt đồ thị hàm số. Các em trả lời lại, phân biệt các khái niệm này lại nhé. Và thứ nhất, các em cần ghi nhận. Thứ hai, các em cần ghi nhận nữa. X0 là một điểm
cực trị của hàm số y bằng fx nếu x0 nếu thỏa mãn của viết tắt đồng thời các điều kiện sau. Thứ nhất, x0, mệnh đồ dòng thứ nhất, phải thuộc tập xác định. Thứ hai, f phẩy x phải đổi dấu. Khi x đi qua x0. Và tại x0, thì f phẩy x0 có thể bằng 0 hoặc f phẩy x0 không xác định, không tồn tại. Và ta vừa ở bên, nếu f phẩy x0, nếu f phẩy x đổi dấu từ dương sang âm, trong đầu ta vẽ từ dương sang âm, thì x0 sẽ là điểm cực đại của hàm số. Và đổi dấu từ âm, ta tự phát đảo trong đầu này, đổi dấu từ âm sang dương, thì x0 là điểm cực tiểu. Như vậy các em cần ghi nhận được những kiến thức rất rất quan trọng này và đúc kết lại. Bây giờ vận dụng những kiến thức này, chúng ta đi làm một số bài tập trắc nghiệm để kiểm tra lại kiến thức của ta. Ta đi vào câu hỏi số 1. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị liên tục trên R và có đồ thị trên hình bên. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? Bây giờ cô tin là các em đã có câu trả lời của riêng mình. Và ở câu này các bạn sẽ có những bạn trả lời rất nhanh. Màn hình hiện lên các bạn trả lời được luôn. Như đồ thị thì ta thấy là ở đây đồ thị hàm số sẽ có một điểm này. Đây là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Thứ hai là điểm cực đại. Đây là điểm cực tiểu, điểm cực đại. Và đây là điểm cực tiểu. Như vậy đồ thị hàm số có 5 điểm cực đại và cực tiểu. Tương ứng với nó, hàm số sẽ có 5 điểm cực trị. Và đương nhiên ở bài này ta chọn đáp án D. Khi nhìn về đọc về số điểm cực đại, cực tiểu của hàm số, tức là số điểm, thì ta chỉ nhìn là nhìn về mặt đồ thị, ta thấy là trong một khoảng. Ví dụ đây là trong khoảng một cái khoảng mở nhé, trong khoảng ở khoảng bao lấy điểm A ở đây này về hai phía thì điểm A là điểm cao nhất. Khi đó điểm A là điểm cực đại của đồ thị hàm số và tương ứng với nó hoành độ điểm A là điểm cực đại của hàm số. Tương tự ở điểm B. Trong một khoảng mở, trong một cái khoảng về hai phía bao lấy điểm B thì điểm B là điểm cao nhất. Còn trong một khoảng bao lấy điểm C về hai phía thì điểm C là điểm thấp nhất thì
Hoành độ điểm C sẽ là điểm cực tiểu của hàm số. Trong một khoảng mở bao lấy góc tọa độ, bao lấy điểm O này về hai phía, góc tọa độ O về hai phía, thì ở đây tung độ của x bằng 0 sẽ là thấp nhất, tức là tung độ của điểm C, điểm O thấp nhất. Tương ứng với nó, x bằng 0 là điểm cực tiểu của hàm số. Và tương tự như vậy, trong một khoảng mở chứa điểm D, trong một khoảng chứa điểm D về hai phía, thì tung độ của điểm D thấp nhất, tung độ của điểm D đây có giá trị nhỏ nhất, thì lúc này hàm số sẽ đạt cực tiểu tại hoành độ của điểm D. Các em chỉ cần quan sát, nhớ là nó phải có hai phía bao lấy nó, và trên đó, trên trong khoảng đó thì nó đã ở vị trí cao nhất hoặc vị trí thấp nhất. Câu hỏi số 2 của chúng ta. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị C như hình vẽ bên, khẳng định nào sau đây là sai? Khẳng định thứ nhất, hàm số đạt cực đại tại các điểm x bằng trừ 2, x bằng 7 phần 3 và đạt cực tiểu tại x bằng 1. Thứ hai, các điểm có tọa độ điểm B là trừ 3, 2, điểm C 1, trừ 3 phần 2, điểm D 7 phần 3, 2 là các điểm cực trị của đồ thị hàm số. Và hàm số có 3 điểm, có 3 cực trị là 3, trừ 3 phần 2, 2. Ý D, điểm cực tiểu của hàm số là điểm C 1, trừ 3 phần 2. Các em có thời gian suy nghĩ là 1 phút. À, bằng các kiến thức đã học thì các em dễ dàng thấy khẳng định A và khẳng định B là những khẳng định đúng. Như vậy còn khẳng định C và khẳng định D. Một trong hai khẳng định này sẽ là khẳng định sai. Bạn chọn khẳng định nào? C hay D? Và đáp án của cô sẽ là đáp án D. D là một khẳng định sai. Vậy ta chọn đáp án D. À, tại sao như vậy nhỉ? Ta hãy đọc kỹ đề bài. Ở khẳng định D, điểm cực tiểu của hàm số là điểm C tọa độ 1 trừ 3 phần 2. Ta thấy một điều rất thú vị. Điểm C tọa độ 1 trừ 3 phần 2 là bao gồm, đây là một điểm hình học, bao gồm hoành độ và tung độ. Lúc này, điểm C 1 trừ 3 phần 2 người ta gọi là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Cô viết tắt điểm cực tiểu của đồ thị hàm số, chứ không phải điểm cực tiểu của hàm số. Như vậy đây chắc chắn là câu hỏi sai, là một khẳng định sai rồi. Còn ở C, hàm số có 3 cực trị, 3 trừ 3 phần 2, 2. Khi nói đến cực trị của hàm số là ta nói đến giá trị của hàm số tại điểm cực đại, điểm cực tiểu. Vậy ta nhìn về mặt tung độ. Ở đây ta thấy y bằng 3 là giá trị cực đại của hàm số. Ở đây trừ 3 phần 2 là giá trị cực tiểu của hàm số. Và 2 là giá trị cực đại của hàm số. Và đây đúng chính xác là 3 cực trị của hàm số. Vậy khẳng định C lại là một khẳng định đúng rồi. Và ở câu hỏi này, cô nghĩ sẽ có một số bạn chọn nhầm đáp án C. Các em lưu ý nhé. Khi nói cực trị là nói đến giá trị tung độ.
tức là mặt y giá trị của fx. Vậy chúc mừng những bạn đã chọn đáp án D. Ở câu trắc nghiệm số 2 này, cô muốn nhắc các em một vấn đề. Khi làm câu hỏi trắc nghiệm, các em hãy nên đọc thật kỹ đề bài. Ta vào câu trắc nghiệm số 3. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên r và có bảng biến thiên. Các em chọn những câu khẳng định đúng. Ta có 4 khẳng định. A, B, C, D. Thời gian suy nghĩ dành cho các em bắt đầu. Ta có thời gian 1 phút. Thời gian suy nghĩ của chúng ta đã hết. Và các em đã chọn đáp án nào? Ta đối chiếu đáp án trước nhé. À, đáp án của chúng ta ở đây là đáp án D. Đầu tiên xin chúc mừng các em đã chọn đúng đáp án D. Ta hãy phân tích các đáp án sai. Ở phương án A, hàm số có đúng một cực trị. Thế thì nhìn trên bảng biến thiên của hàm số thì ta thấy ở đây này, ta x bằng 0 này. X bằng 0 thứ nhất thuộc tập xác định của hàm số vì lúc này fx tính được. X bằng 1 thuộc tập xác định của hàm số vì fx tính được. Và khi x đi qua điểm x0 theo chiều từ trái sang phải thì y phẩy đạo hàm đổi dấu. Như vậy x bằng 0 là điểm cực đại của hàm số. Đây. Tương tự như vậy, khi x đi qua x bằng 1 thì fx đổi dấu từ âm sang dương, x bằng 1 là điểm cực tiểu của hàm số. Như vậy, hàm số này phải có 2 cực trị. Mà đây ta nhận định là hàm số có đúng một cực trị, như vậy đây là một khẳng định sai. Ở đây các bạn sẽ nhầm lẫn ở chỗ y phẩy đây, các bạn thấy tại vị trí y phẩy bằng 0, tại vị trí y phẩy, tại số 0 này, x bằng 0 thì y phẩy không xác định. Mà các em loại luôn vị trí x bằng 0 là một điểm cực trị của hàm số. Nên các em sẽ chọn đáp án là 1. Các em lưu ý nhé. Ta lưu ý một lần nữa. x0 là điểm cực trị của hàm số. Thì thứ nhất, x0 phải thuộc tập xác định của hàm số. Có nghĩa là fx0 tính được. Ta gióng từ vị trí x0 xuống bên dưới. Nếu fx0 tính được, tức là có giá trị, thì lúc này nó thuộc tập xác định của hàm số. Thứ hai là f(x) sẽ đổi dấu khi x quá x0. Và với cái kiến thức này thì ta biết ngay hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1. Ở đây lại có một sự nhầm lẫn giữa giá trị cực tiểu và điểm cực tiểu của hàm số. X bằng 1 là mặt ở vị trí x. X ta phải nhớ là từ điểm cực trị biểu của hàm số, hoành độ. Còn ở đây giá trị cực tiểu của hàm số là ta phải nhìn xuống chỗ fx, tức là trừ 1. Ta quan sát tiếp. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và nhỏ nhất bằng trừ 1. Nếu bạn nào để ý cái nhận xét khi nãy thì đây là một khẳng định sai ngay. Vì ta thấy là x tiến lên dương vô cùng thì y ra dương vô cùng. Và x tiến lên âm vô cùng, y tiến đến âm vô cùng. Vậy hàm số này không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Ta đi vào câu trắc nghiệm số 4. Cho hàm số fx có đạo hàm tại x0. Và khẳng định nào sau đây là sai? Ta có 4 khẳng định.
A, B, C, D. Các em đọc kỹ đề bài, suy nghĩ, chọn đáp án. Như vậy, các em sẽ chọn đáp án nào cho mình? A, B, C hay D? Nếu bạn nào đọc thật kỹ và hiểu kỹ phần chú ý và phần nhận xét ở mục 1, thì các em sẽ trả lời được ngay câu hỏi này và chắc chắn sẽ trả lời đúng. Đáp án của bài toán của chúng ta ở đây là ta chọn đáp án C. F và x0 bằng 0 thì fx đạt cực trị tại điểm x0. Câu này là ta rất rất lưu ý. Ở đây, muốn hàm số đạt cực trị tại điểm x0 thì f phải x0 ngoài việc bằng 0 ra khi nó có đạo hàm tại x0 thì nó phải còn đảm bảo yếu tố là f phải x đổi dấu khi x qua x0. Còn nếu không có điều kiện này thì đây không đúng. Ví dụ các em sẽ suy nghĩ, ví dụ hàm số fx bằng x mũ 3 thì ta thấy f phải x bằng 3x bình, f phải x bằng 0 khi và chỉ khi x bằng 0, và ta có cái bảng xét dấu kiểm tra sự đổi dấu khi x qua x0. X f phải x fx, ở đây x bằng 0 tập xác định là âm vô cùng đến dương vô cùng. Ta thấy f x bằng 3x bình nó luôn luôn lớn bằng 0 rồi. Vậy ở đây mang dấu dương, đây mang dấu dương. Ở đây đạo hàm không đổi dấu qua khi x qua số 0, vậy x bằng 0 không là điểm cực trị. Như vậy, mặc dù f x bằng 0 nhưng f x không đạt cực trị tại điểm x0. Còn ở khẳng định A, B, D là những khẳng định mà ta đã nhắc đi nhắc lại ở phần chú ý và phần nhận xét rồi. Các em lưu ý, ở đây chỉ cần các em đọc kỹ đề bài là các em sẽ có câu trả lời đúng. Ta đi vào câu trắc nghiệm tiếp theo, câu thứ 5. Cho hàm số fx có đồ thị C như hình bên, số điểm cực trị của hàm số f là 2, 3, 4, 5. Các em suy nghĩ và trả lời. Các em có thời gian suy nghĩ 1 phút. Thời gian suy nghĩ của các em đã hết. Và ở đây các em đã chọn phương án nào? Đáp án của bài toán của chúng ta là đáp án gì? À, đáp án C, đáp án B, 3 cực trị. Tại sao như vậy? Các em cô gợi ý cách suy nghĩ vì bài này là bài hơi nâng cao một chút. Ở đây ta có hàm số trị tuyệt đối của fx. Ta đã biết là trị tuyệt đối của fx bằng fx nếu fx lớn hơn bằng 0 và bằng trừ fx nếu fx bé hơn 0. Từ đó ta suy ra cách đã đồ thị C của hàm số trị tuyệt đối của fx từ đồ thị của hàm số fx như sau.
Thứ nhất, đồ thị của hàm số trị tuyệt đối gạch x gồm hai phần. Phần 1 là phần đồ thị của hàm số y bằng fx phần phía trên trục hoành. Và phần thứ hai là phần đối xứng của phần đồ thị hàm số y bằng fx phần phía dưới trục hoành qua trục hoành. Và từ đây, đây ta sẽ có đồ thị hàm số trị tuyệt đối của fx. Và từ đồ thị hàm số trị tuyệt đối của fx thì ta dễ dàng có hàm số trị tuyệt đối fx sẽ có ba cực trị. Từ đây các em suy nghĩ, các em tổng quát, nếu biết số cực trị, số điểm cực trị của hàm số fx thì liệu ta có biết số cực trị, có điểm cực trị của hàm số trị tuyệt đối của fx hay không? Các em thử trả lời câu hỏi này nhé. Qua những ví dụ trắc nghiệm này, qua những bài toán trắc nghiệm trên, cô tin rằng các bạn đã hiểu rất kỹ mục 1 và mục 2 của bài học cực trị của hàm số. Bây giờ ta vào mục thứ 3. Quy tắc tìm cực trị. Ta trở về bài toán của tiết bài toán số 1, bài toán của buổi học đầu tiên. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. Cô kiểm tra bài cũ một chút nhé. Kiến thức cũ của chúng ta này. Bây giờ các em phải xét cho cô chiều biến thiên của các hàm số. A, y bằng x mũ 3 trừ 3x bình trừ 9x cộng 7. Và B, y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 3x trừ 1. Các em hãy nhớ lại xem, để xét chiều biến thiên của hàm số thì ta cần làm những việc gì? Yếu tố số 1 là ta cần tìm tập xác định của hàm số. Thứ hai, ta tính đạo hàm và tìm các điểm mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định nhưng vẫn thuộc tập xác định của hàm số. Sau đó ta xét dấu đạo hàm. Và từ việc xét dấu đạo hàm, ta sẽ có chiều biến thiên của hàm số. Và ở đây ta sẽ có bảng biến thiên của hàm số thứ nhất, bảng biến thiên của hàm số thứ hai. Thế từ bảng biến thiên của hàm số thì ta dễ dàng kết luận được là hàm số, ví dụ ở bảng biến thiên thứ nhất, ta dễ dàng kết luận được là hàm số sẽ đạt cực đại tại điểm x bằng trừ 1, cực tiểu tại điểm x bằng 3. Điều đó cũng có nghĩa là để tìm cực trị của hàm số thì ta chỉ cần lập bảng biến thiên của hàm số và từ bảng biến thiên của hàm số ta sẽ biết được cực trị của hàm số. Từ đó ta sẽ có quy tắc tìm cực trị của hàm số. Quy tắc tìm cực trị của hàm số. Quy tắc tìm cực trị của hàm số gồm 4 bước. Bước 1, tìm tập xác định của hàm số. Bước 2, tính đạo hàm và tìm các điểm tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. Thứ 3, lập bảng biến thiên của hàm số. Và từ bảng biến thiên, các em tìm được các điểm cực trị. Công việc này nó tương tự như công việc xét sự chiều biến thiên của hàm số ở tiết 1, 2, 3 chúng ta đã học.
Như vậy công việc này là một công việc quen thuộc đối với chúng ta. Và các em sẽ vận dụng quy tắc tìm điểm vực trị của hàm số. Ta đi giải quyết một số bài toán sau. Cái bảng ghi nhớ cô nhắc lại nội dung ở mục 2 ta học. Các em hãy vận dụng để tìm cực trị của hàm số. Thứ nhất, y bằng x mũ 3 trừ 3x bình trừ 9x cộng 7. Các em nhắc bài. Ta làm tuần tự đúng 4 bước nhé. Bước 1, tìm tập xác định. Bước 2, tính đạo hàm và tìm các điểm tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. Bước 3, ta lập bảng biến thiên của hàm số. Và bước 4, từ bảng biến thiên, ta tìm các điểm cực trị. Bước 1, 2, 3, ta được luyện tập rồi và ta thuần thục ở tiết 1, 2, 3 chúng ta học ở bài số 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. Chúng ta đối chiếu kết quả. Bước 1. Tập xác định của hàm số D bằng R. Bước 2. Tính đạo hàm. X mũ 3 đạo hàm là 3x bình. Trừ 3x đạo hàm là trừ 6x. Trừ 9x đạo hàm là 9. Như vậy đạo hàm của ta là 3x bình. Trừ 6x trừ 9. Ta tìm các điểm mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. Ở đây không có vị trí làm cho đạo hàm không xác định. Như vậy ta tìm các điểm tại đó đạo hàm bằng 0. Tức ta giải phương trình y phẩy bằng 0. Ta tìm nghiệm x bằng trừ 1 và x bằng 3. Bước 3. Ta lập bảng biến thiên của hàm số. Và đây ta có bảng biến thiên này ta đã học cách lập rồi, nên ta lập rất nhanh thôi. Dấu của y phẩy là dấu của biểu thức 3x bình trừ 6x trừ 9. Đây là một tam thức bậc 2. Ta sử dụng quy tắc dấu ngoài cùng trong trái, tức là ngoài khoảng hai nghiệm cùng dấu hệ số A dương, trong khoảng hai nghiệm trái dấu hệ số A mang giá trị âm. Và từ bảng biến thiên này ta có kết luận. Hàm số đạt cực đại tại điểm x bằng trừ 1 và giá trị của hàm số ở đây sẽ bằng 12. Ở đây là màn hình che khuất. F trừ 1 ở đây là 12, đây là bị màn hình che. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x bằng 3. Và giá trị cực tiểu của hàm số là tại y3 là bằng âm 20. Chắc chắn không có bạn nào làm sai. Ta đối chiếu câu B. Ở đây ta có tập xác định D bằng R và đạo hàm ta dễ dàng có là 3x bình trừ 6x cộng 3. Tìm các vị trí đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. Ở đây không có vị trí làm cho đạo hàm không xác định. Và đạo hàm bằng 0, x bằng 1. Từ đây ta có bảng biến thiên. Ở bài này các em lưu ý chỗ xét dấu đạo hàm nhé. Dễ thấy, y phẩy bằng 3x bình trừ 6x cộng 3. Ở đây, nếu bạn nào
Thấy, quan sát một cái thấy ngay cái này chính là bằng 3 ra ngoài. X trừ 1 tất cả bình luôn lớn hơn bằng 0. Như vậy một lần nữa tao thấy này, tại x bằng 1 đạo hàm bằng 0 nhưng y phẩy không đổi dấu khi có x bằng 1. Do đó x bằng 1 không là điểm cực trị của hàm số. Và ta có kết luận hàm số không có cực trị. Để ta chú ý nhé, hàm đơn điệu, tức là hàm luôn luôn đồng biến và nghịch biến, thì hàm đơn điệu không có cực trị vì y phẩy không có sự đổi dấu. Ta tiếp tục vào ví dụ 2, tìm điểm cực trị của hàm số y bằng căn bậc 3 của x bình thừa số cho x trừ 1. Hơi khó hơn một chút rồi đấy. Và ở ví dụ này, cô muốn kiểm tra về việc tính đạo hàm của các em. Các em cũng làm tuần tự trên 4 bước. Thứ nhất, một tìm tập xác định. Thứ hai là tính đạo hàm và tìm các điểm tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. Thứ ba, lập bảng biến thiên của hàm số. Thứ tư, từ bảng biến thiên, các em suy ra các điểm cực trị của hàm số. Các em cứ tuân thủ đúng 4 bước. Các em nhắc bài một chút. Các em đối chiếu đáp án. Thứ nhất, tập xác định D bằng R. Các em thấy đây có căn nhưng mà chỉ số căn bậc 3. Và căn bậc 3 luôn xác định với mọi x. Vì vậy tập xác định D bằng R. Giờ khâu quan trọng nhất là tính đạo hàm. Các em thử xem đạo hàm của mình đúng hay sai. Đạo hàm y phẩy bằng 5x trừ 2 trên căn bậc 3 của x. Với điều kiện ở đây x khác 0. Như vậy dấu đạo hàm là dấu của biểu thức 5x trừ 2 trên căn bậc 3 của x. Hay nói cách khác là dấu của biểu thức 5x trừ 2 và x. Vì dấu của x mũ 3, căn bậc 3 của x chính là dấu của x. Từ đó ta có xét dấu đạo hàm. Lưu ý tại các vị trí. À, tại x bằng 0, đạo hàm không xác định. Và x bằng 5 phần 2 đạo hàm bằng 0. Trong khoảng từ 0 đến 5 phần 2 đạo hàm mang dấu âm. Còn trong khoảng từ âm vô cùng đến 0 và 5 phần 2 đến dương vô cùng đạo hàm mang dấu dương. Cái này các em đã được học cách xét dấu của y phẩy ở các tiết 1, 2, 3 rồi. Nên ở các bây giờ cũng nghĩa là các em rất thành thạo. Các em có thể dùng máy tính để kiểm tra dấu nhé. Và đây ta có hoàn thiện bảng biến thiên. Chắc chắn rằng x bằng 5 phần 2 là điểm cực tiểu của hàm số. Như vậy tại x bằng 1 thì sao? Ta kiểm tra lại đúng định nghĩa. À, tại x bằng 0 thì sao? Ta kiểm tra lại đúng định nghĩa. Thứ nhất, x bằng 0 thuộc tập xác định của hàm số bởi vì tập xác định của hàm số D bằng R. Thứ hai,
Khi qua x bằng 0 thì y phẩy đổi dấu từ dương sang âm. Do đó, theo định lý 1 thì hàm số sẽ đạt cực đại tại x bằng 0. Vậy ở đây, dấu hỏi đây được thay bằng cực đại. Và ta lại chú ý một lần nữa nhé. X bằng x0 là điểm cực trị của hàm số thì chỉ cần thứ nhất, x0 phải thuộc tập xác định của hàm số. Thứ hai, y phẩy đổi dấu khi x qua x0. Đây còn nó thuộc tập xác định và đạo hàm đổi dấu khi x qua x0. Và đến đây ta đã có kết luận. Các em lưu ý từ ở các ví dụ này nhé. Từ cách tính đạo hàm này, rồi cách kết luận. Nếu bạn nào làm sai thì tí nữa sau khi kết thúc buổi học hôm nay, các em viết đề bài ra một chỗ và làm lại. Ta có ví dụ tiếp theo. Tìm điểm cực trị của hàm số sau đây. Các em cứ làm tuần tự từng bước một. Cô nhắc lại, bước một, tìm tập xác định của hàm số. Bước hai, tính đạo hàm. Và tìm các điểm tại đó đạo hàm bằng không hoặc không xác định. Bước ba, lập bảng biến thiên. Và từ bảng biến thiên, ta có kết luận về cực trị của hàm số. Ở đây ta có một công thức tính nhanh về đạo hàm. Ví dụ cô có hàm số y bằng ax bình a1x bình cộng b1x cộng c1 trên a2x cộng b2. Thì y phẩy ta có công thức tính nhanh nhé. Bằng này, a1 a2 nhân với x bình cộng với 2 lần a1 b2 x. Ở đây ta bắt chéo. Cộng với hệ số tự do này. B1, B2. Trừ đi. B1, B2 trừ đi C1, A2. Trừ đi C1, A2. Tất cả trên A2X. Cộng B2 bình phương. A1, A2, x bình. Cộng với 2 lần B1. Cộng với 2 lần nhé. A1, B2. Sau đó ở hệ số tự do, thì ta lấy tích chéo chính trừ tích chéo phụ của B1 này. B1 thì đi với B2. Ở đây. Trừ đi C1, A2. Bây giờ ta thử vận dụng, ta kiểm tra này. Y phẩy ở đây của ta sẽ bằng 1 nhân 1 là bằng 1, tức là x bình. 1 nhân với trừ 1 là trừ 1. Vậy nhân với số 2 bên ngoài là trừ 2x. Che cái này lại. Thì ta có tích chéo chính là trừ 2 nhân trừ 1 là bằng dương 2. Dương 2 trừ 3 sẽ là trừ 1. Trên mẫu số x trừ 1 tất cả bình. Các em thực hành nhé. Các em tập thực hành kiểm tra xem mình đúng hay sai. Và ở nhờ công thức tính nhanh, ở đây ta tính theo định nghĩa đạo hàm U trên B hoặc lắp công thức tính nhanh để cho thời gian làm bài nó giảm bớt. Và sử dụng thành thạo các bước thì ta sẽ có đối chiếu đáp án với cô nào.
1. Tập xác định D bằng R trừ đi 1. Thì lúc này hàm số này có mẫu số x bằng 1. Tức là nghiệm của mẫu số là x bằng 1. Thứ hai, ta tính đạo hàm. À, như vậy đạo hàm của ta dùng một thức tính nhanh khi nãy là x bình trừ 2x trừ 1 trên x trừ 1 tất cả bình. Ta tìm các vị trí đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. Vị trí đạo hàm bằng 0 là x bằng 1 cộng trừ căn 2. Và vị trí đạo hàm không xác định là x bằng 1. Từ đó ta có bảng biến thiên. Đây, các em lưu ý nhé. Các em đừng bỏ qua vị trí số 1 này. Vị trí làm cho đạo hàm không xác định. Và vị trí này cũng không thuộc tập xác định của hàm số. Ta điền đầu tiên để tránh quên. Sau đó các điểm 1 trừ căn 2, 1 cộng căn 2 là các vị trí đại đó đạo hàm bằng 0. Dấu của đạo hàm là dấu của tử số x bình trừ 2x trừ 1. Ở đây là bậc 2, tam thức bậc 2 ngoài cùng trong trái. Trong khoảng hai nghiệm mang dấu âm và ngoài khoảng hai nghiệm mang dấu dương. Ở đây cái hay sai nhất của các em là qua số 1 các em đổi dấu. Các em lưu ý x bằng 1 không phải là nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0. Và nó tại qua x bằng 1 không ảnh hưởng đến vị trí dấu của đạo hàm. Rất rất lưu ý ở chỗ đấy. Vì nhiều bạn cứ thấy có số là hãy đổi dấu ngay tức khắc. Thế đấy ta có bảng biến thiên. Và từ bảng biến thiên ta có kết luận về cực đại, cực tiểu của hàm số. Đến đây các em đã thành thạo 4 bước tìm cực trị của hàm số chưa? Bước 1, tìm tập xác định. Bước 2, tính đạo hàm. Và tìm các điểm tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. Bước 3, lập bảng biến thiên của hàm số. Và bước 4, từ bảng biến thiên ta kết luận các điểm cực đại, cực tiểu của hàm số. Ta đi vào mục cuối cùng của buổi học hôm nay. Định lý 2. Giả sử hàm số fx y bằng fx có đạo hàm cấp 2 trong khoảng từ x0 trừ h đến x0 cộng h với h là một số dương và đạo hàm bậc 1 của x tại x0 bằng 0 của fx. Khẳng định thứ nhất, nếu f'x bén 0, nếu f2'x bén 0 thì hàm số đạt cực đại tại điểm x bằng 0. Và nếu f2'x lớn hơn 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 0. Và ta có chú ý, nếu f2' tại x0 mà bằng 0 thì ta không kết luận được tại đó có đạt cực đại hay đạt cực tiểu hay không. Khi đó ta phải dùng quy tắc 1 để tìm cực trị, tức là ta phải xét dấu của y phẩy khi x qua x0. Ta kiểm tra xem y phẩy có đổi dấu hay không. Như vậy ở cái dòng chữ màu hồng các em rất lưu ý. Và từ định lý 2, ta có quy tắc 2 để tìm các điểm cực trị của một hàm số. Quy tắc 2 ta cũng có 4 bước. Bước 1, tìm tập xác định. Bước 2, tính đạo hàm và giải phương trình f(x) bằng 0. Bước 3, ta tính đạo hàm bậc 2 của hàm số và tính giá trị của đạo hàm bậc 2 tại các điểm xy ở bước 1. Và bước 4, căn cứ vào dấu của đạo hàm bậc 2 tại các giá trị xy để kết luận về các điểm cực trị. Nếu f2'xy đạt giá trị dương thì xy là điểm cực tiểu của hàm số.
Còn F2, là XY âm thì XY đạt cực đại của hàm số. Bây giờ ta sẽ vận dụng định lý 2 và quy tắc 2 để làm một số bài tập sau. Trước khi vào bài tập, ta ghi nhớ. Hai ghi nhớ. Bảng ghi nhớ thứ nhất. Nếu f'x0 bằng 0 và f2'x0 bé 0, thì x0 là một điểm cực đại của hàm số. Và nếu f'x0 bằng 0, f2'x0 lớn hơn 0 thì 0 là một điểm cực tiểu của hàm số. Chắc chắn là như vậy nhé. Nhưng tại f2'x0 bằng 0 thì ta không kết luận được gì đâu nhé. Cô nhắc đi nhắc lại đấy. Mà lúc này ta phải dùng quy tắc 1 để xét. Ví dụ 1, cho hàm số fx bằng x mũ 4. Ở đây cô chiếu lại một chút. Cho hàm số này fx này bằng y bằng x mũ 4 trừ 2mx bình cộng m trừ 3. Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x bằng 3. Y bằng x mũ 4 trừ 2 mới bình cộng m trừ 3. Như vậy để giải bài toán này thì các em để ý, các em nhớ lại cái ghi nhớ vừa rồi. Các em ghi nhớ vừa rồi nhé, các em để ý một chút cái ghi nhớ vừa rồi. Đây, ta xem. Như vậy, vừa ở mục kiến thức trước, ta vừa chốt được kiến thức. Nếu f'x
Bây giờ ta sử dụng định lý 2 và quy tắc 2 để làm một số bài toán. Ta có bài toán thứ nhất. Cho hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2 mx bình cộng m trừ 3. Và ở đây tìm m để hàm số đạt cực đại tại x bằng 3. X mũ 4 trừ 2 mx bình cộng m trừ 3. Và khi đọc đề bài này, Kem nghĩ đến ngay cái lượng kiến thức nào mà ta cần sử dụng. Đọc đề bài, ta sẽ nghĩ ta sẽ vận dụng đơn vị kiến thức nào để ta làm bài này. Nào, ta trở lại ở phần ghi nhớ bên đây. Như vậy, hàm số f phải, nếu f phải x0 bằng 0 và đạo hàm bậc 2 tại x0 bén 0 thì x0 là một điểm cực đại của hàm số. Rõ ràng đơn vị kiến thức ta sử dụng sẽ là cái ghi nhớ thứ nhất này rồi. Do đó để làm bài này, bước 1, Kem cần phải tính đạo hàm bậc nhất, sau đó tính đạo hàm bậc 2 và vận dụng nội dung quy tắc 2 để làm bài. Ở đây. Bước 1, ta tìm tập xác định tính đạo hàm bậc nhất và tính đạo hàm bậc 2. Sau đó, hàm số đạt cực đại tại x bằng 3, ta vận dụng ở đây, thì f phẩy tại 3 bằng 0 và f 2 phẩy tại 3 bé hơn 0. Trên này chỗ nào có x ta thay chỗ phần y phẩy, chỗ nào có x ta thay bằng 3 vào. Thì ta được là 108 trừ 12m bằng 0. Và chỗ f hay phẩy chỗ nào có x ta thay bằng 3 vào. Thì ta được 108 trừ 4m bé hơn 0. Phương trình thứ nhất cho ta m bằng 9, phương trình thứ hai cho ta m lớn 27. Và không có giá trị nào vừa bằng 9 lại lớn hơn 27 cả. Như vậy m thuộc tập rỗng và kết luận không có giá trị nào thỏa mãn điều kiện bài toán. Ta vào ví dụ thứ hai. Tìm cực trị của hàm số y bằng cos 2x cộng x. Ta có hai dấu hiệu, hai quy tắc để làm. Quy tắc thứ nhất, ta phải tính đạo hàm bậc nhất và xét dấu đạo hàm bậc nhất. Quy tắc thứ hai, ta tính đạo hàm bậc nhất, ta tính đạo hàm bậc 2, giải phương trình đạo hàm bậc nhất tìm nghiệm và thay nghiệm tìm được vào đạo hàm bậc 2, tính giá trị đạo hàm bậc 2 tại các nghiệm của đạo hàm bậc nhất. Và lúc đó ta được những số cụ thể. Số dương y 2 phẩy tại x y dương thì x y là điểm cực tiểu. Như vậy kết quả đây là một số cụ thể nhé. Và y 2 phẩy tại x y âm thì x y là một điểm cực đại của hàm số. Như vậy ở dấu hiệu 1 thì ta quy tắc 1 ta cần phải giải bớt phương trình. Còn quy tắc 2, ta không phải giải bớt phương trình, mà chủ yếu ta đi giải phương trình. Đối với những bài toán của hàm số lượng và hàm nhất là hàm lượng giác, thì ta không học giải bớt phương trình lượng giác. Vậy gặp những bài toán tìm điểm cực trị của hàm lượng giác, hoặc ở đây là lượng giác cộng với hàm đại số, người ta gọi là siêu việt, thì chủ yếu ta vận dụng quy tắc 2 để tìm cực trị của hàm số. Và các em sẽ vận dụng quy tắc 2
để tìm đề giải bài toán ví dụ 2. Thứ nhất, ta cũng tìm 4 bước. Thứ nhất, miền xác định D bằng R. Tính đạo hàm bậc nhất. Cos 2x của ta đạo hàm bằng 1. X này đạo hàm bằng 1. Còn cos 2x là cos u, ta đạo hàm bằng trừ 2 sin 2x. Và đạo hàm bậc 2 là 1 đạo hàm bằng 0. Còn ở đây, trừ 2 sin 2x thì ta đạo hàm bằng trừ 4 cos 2x. Cô nhắc lại một chút ở đây đạo hàm vẫn giác nhé. Nếu bạn nào đã quên thì ta nhớ lại một chút. Y bằng cos u thì y phẩy của ta bằng trừ u phẩy nhân với sin u. Thứ nhất. Như vậy ta và thứ hai y bằng sin u. U là hàm hợp. Và y phẩy của ta bằng u phẩy nhân cos u. Nhớ rằng đây là u là hàm hợp. U ở đây là ux. Các em vận dụng công thức này để tính đạo hàm bậc nhất, bậc 2. Bước 2. Ta giải phương trình y phẩy bằng 0. Tức ta có sin 2x bằng 1 phần 2. 1 phần 2 là giá trị của sin pi trên 6. Vậy ta sẽ có 2x bằng pi trên 6 cộng k2pi và 2x bằng 5pi trên 6 cộng k2pi. Từ đó ta suy ra x. Lượng công thức thứ 3 mà các em cần biết, cần nhớ lại, tức là sin x bằng sin alpha. Thì ta sẽ có x bằng alpha cộng k2pi và x bằng pi trừ alpha cộng k2pi. Cô nhắc lại kiến thức cũ một chút bởi vì nó tương đối lâu rồi. Và các em đã tạm thời quên một tí. Nếu như bạn nào đã tạm thời một chút, và bây giờ ta gợi nhớ lại. Bước tiếp theo, ta thay giá trị nghiệm của phương trình đạo hàm bậc nhất vào tính giá trị đạo hàm bậc 2 tại nghiệm của đạo hàm bậc nhất. X bằng pi phần 12 cộng kpi thì ta tính giá trị của hàm bậc 2, đạo hàm bậc 2 tại x bằng pi phần 12 cộng kpi thì bằng trừ 4 cos pi trên 6 cộng k2pi, chính là bằng trừ 4 cos pi trên 6 và bằng trừ 2 căn 3. Đây là một giá trị âm. Khi đó ta có kết luận x bằng pi phần 12 cộng kpi là điểm cực đại của hàm số. Và hoàn toàn tương tự thì ta sẽ có tại x bằng 5pi phần 12 cộng kpi thì đạo hàm bậc 2 có giá trị là trừ 4 cos 5pi trên 6 cộng k2pi bằng 2 căn 3, là một giá trị dương. Khi đó x bằng 5pi phần 12 cộng kpi là điểm cực tiểu của hàm số. Em lưu ý tuần tự các bước nhé. Bước 1, tìm tập xác định. Bước 2, tính đạo hàm bậc nhất và bậc 2. Sau đó ta giải phương trình đạo hàm bậc nhất, tìm các nghiệm xy. Bước 3, thay vào tính giá trị của đạo hàm bậc 2 tại các nghiệm của đạo hàm bậc nhất. Và bước 4, ta kết luận nếu đạo hàm bậc 2, giá trị của đạo hàm bậc 2 tại các nghiệm của đạo hàm bậc nhất mang giá trị âm thì hàm số đạt cực đại tại điểm đó, và mang giá trị dương thì hàm số đạt cực tiểu. Như vậy, cô cùng với các em vừa hoàn thành xong các nội dung chính của tiết 4 năm cực trị của hàm số. Ở trên các mục: thứ nhất, khái niệm cực trị của hàm số; thứ hai, điều kiện đủ để có cực trị;
Và thứ ba, quy tắc tiền tự trị. Các em ôn tập là các em gạch ba đầu dòng này và các em viết những lượng kiến thức liên quan. Sau đó các em làm bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập. Tiết học của chúng ta hôm nay là hết. Cô chào các em.